Xin chào anh em, mình sẽ tiếp tục giới thiệu với anh em những cái phần cứng mới của MSI tại CES 2020. Và bên cạnh mình đây là một cái chiếc máy tính để bàn rất là đẹp của MSI, đây là cái con Aegis D5. Thì cái dòng iSkin hồi xưa của MSI là một cái dòng Bebon. Giờ thì nó không còn là Bebon nữa, nó là một cái máy mà chúng ta sẽ mua về chúng ta xài liền. Nó không phải gắn thêm bất cứ thứ gì. Dĩ nhiên là khả năng nâng cấp cũng như là khả năng mà chúng ta tháo ra, chúng ta xem những cái bên trong, tiếp cận những cái phần cứng bên trong thì nó vẫn còn đó. Thì như mình thấy ở đây, cái chiếc Aegis T5 này thì nó có rất là nhiều những cái thay đổi so với những cái chiếc Aegis hồi xưa. Tức là thiết kế của nó thì vẫn theo cái kiểu là một cái đầu giống như đầu robot và nó xuôi ở phía sau. Và cũng chia làm nhiều khoang. Hồi xưa cái dòng Aegis đã có thiết kế dạng bo mạch nó hai bên để chúng ta có thể gắn cái linh kiện ở cả hai mặt luôn. Thì lần này cũng vậy, nó cũng có thiết kế dạng bo mạch ở cả hai bên và nó chia ra những cái khoang cho những cái phần cứng khác nhau. Chẳng hạn như là ở phía trên này chúng ta sẽ có GPU nè, cái phần dưới sẽ là bo mạch chính cũng như là CPU, và cái cục tròn tròn ở dưới này đến chính là cái cục nguồn nè, PSU ở nằm đây nè. MSI gọi đây là cái chiếc máy tính đầu tiên thế giới mà có thiết kế mà mỗi linh kiện nó lại nằm trong một cái chamber như thế này. Thì trên cái máy Aegis TI này thì nó có một cái núm điều khiển rất là hay. Thì MSI gọi đây là cái HMI, tức là Human Machine Interface. Nó sẽ cho phép chúng ta tương tác với cái thùng máy này tính ra lại nhiều hơn so với việc mà sử dụng những cái phần mềm để mà chỉnh trên máy tính. Thì ở đây chúng ta sẽ có thể xoay và chọn những chế độ giới hạn như là game mode để mà chúng ta có thể kích hoạt nhanh. Đây bấm vào nè. Thì nó có set sẵn những cái game cũng như là cái profile phần cứng theo cái game đó, thì chúng ta với việc chọn game và chúng ta nhấn vào là sẽ tự động nó mở game cũng như là nó sẽ set sẵn cái profile tương thích với cái game đó luôn, kể cả về đèn đóm những cái phần cứng của MSI theo cái công nghệ đèn Mystic Light luôn. Đó, ở đây thì có cái tính năng chỉnh đèn nè. Bấm vô thì nó sẽ cho phép chúng ta chỉnh những cái chế độ đèn. Đó, như flashing mình nhấn vào đây nè. Đó, nó sẽ flashing nè. Đó. Hay là mình thử chọn một cái khác. Thở nè. Đó, nó sẽ nhấp nháy. Đó. Đó. Và tắt đèn đó. Cũng như là chúng ta có thể chỉnh về cái thiết lập màn hình cũng như là hiển thị những cái thông số của cái phần cứng bên trong, như là xung nhịp của CPU bao nhiêu nè, xung nhịp RAM nè, xung nhịp của GPU nè. Đó. Như vậy là nó là một sự kết hợp giữa một cái núm xoay và một cái màn hình ở trên này thôi. Đó, và mình thấy là đây gần như là cái thùng máy đầu tiên mà nó có một cái núm mà nó đa năng như vậy. Mà mình nghĩ rằng thì trong tương lai nếu mà MSI mở rộng cái HMI này ra nhiều cái phần cứng khác thì hãng sẽ có một cái lợi thế so với những cái đối thủ trên thị trường hiện tại. Về cái cấu hình thì cái máy Aegis TI5 này thì nó cũng sẽ rất là đa dạng, bởi vì về cơ bản nó vẫn là một cái máy bàn và chúng ta sẽ có thể có nhiều cái tùy chọn về cấu hình, về CPU tới Core i9 hay là các đồ họa là RTX 2080 Ti chẳng hạn. Tiếp theo mình muốn giới thiệu với anh em đó là một cái màn hình được thiết kế theo cái concept với cái núm xoay tương tự như là cái máy này luôn. Thì chúng ta sẽ có một cái màn hình, đây là cái màn hình Optix Mac 381TQR. Thì theo tên gọi là cái dòng Mac là một cái dòng màn hình cao cấp của MSI. Thì ở đây chúng ta có một cái màn hình 38 inch rất là to nè, và theo cái tỷ lệ wide, và thêm vào đó nó có cái độ cong là 2300R. Đó, mình khá là cong. Và nó sử dụng cái tấm nền IPS, thành ra cái chất lượng hiển thị màu sắc này nọ của cái màn hình này cũng rất là ok. Và cái điều mình muốn nói tới ở cái màn hình này đó là nó cũng có một cái núm xoay. Nó cũng cho phép chúng ta chỉnh cũng như là hiển thị những cái thiết lập nhanh y chang như cái núm ở trên cái thùng máy Aegis TI5 hồi nãy. Cái núm này cũng như là cái màn hình nhỏ nhỏ OLED này thì MSI nói nó đang trong cái giai đoạn sample thôi, nó vẫn chưa có nhiều tính năng. Nhưng mà về cơ bản chúng ta sẽ có thể chỉnh này. Đó, như hạn chúng ta có thể xem được những thông số về CPU, GPU từ cái máy của chúng ta, cũng như là có thể chỉnh về tốc độ quét của màn hình và những cái profile dành cho game, profile màu. Thì ở trên cái màn hình này nó cũng có một cái webcam và nó hỗ trợ khá nhiều những tính năng hay. Chẳng hạn như là trong nhà anh em mà có nhiều người cùng sử dụng một cái máy tính thì cái màn hình này chúng ta có thể set cái profile khuôn mặt và cái profile hình ảnh và thiết lập của máy tính. Thì khi mà cái người nào đó ngồi vào cái máy tính thì nó sẽ tự động nó nhận biết cái người đó muốn sử dụng cái màn hình này cũng như là cái máy này theo cái mục đích gì, và từ đó tự động chuyển đổi cái profile theo. Và cái giải đèn ở bên dưới này thì nó cũng có một tính năng rất là hay, đó là nó tạo ra một kiểu tùy biến khi mà chúng ta chơi game. Chẳng hạn như mà anh em chơi CSGO thì cái đèn này nó sẽ tự động hiển thị dạng như là cái thanh máu hay là cái thanh giáp của cái game. Đó, thì nó sẽ hỗ trợ khá là nhiều game theo cái SteelSeries engine, và chúng ta có thể khai thác cái đèn này.